xin anh Trường bình luận một chút cho anh thì lý do tại sao mà cây này lại thành công như vậy và lại được sự đón nhận của cả năm sát tham gia vào. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Cái case này chắc là cái case mà ban tổ chức làm rất tốt cái việc truyền thông. Thì cái này thì mình nghĩ có một vài yếu tố mà khiến cho Long thành công trong cái case này. Đầu tiên là chắc mọi người đều hiểu ha, tức là khi mà Long mới bước ra sân khấu là chị Linh chị rất là bút luôn. Thì khúc đó là hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, cần gì phải nói rồi đúng không? Thứ nhất là mọi người đều nhìn thấy cái việc là cái bạn founder này, cái kỹ năng pitching rất là tốt. Đặc biệt á, là nếu mọi người nhìn thấy á, khi mà Long pitching á, thì cái gân cổ nó nổ lên. Gân cổ nổ lên là kiểu là mình rất là máu lửa với cái dự án này. Và thứ hai là bạn có rất nhiều cái showcase, rất nhiều cái evidence. Hai cái anh chàng đứng hai bên đó là showcase rồi, miễn bạn. Và chính Long chính là một cái câu chuyện. Thì gần như là trong cái việc pitching á, Long đã áp dụng rất nhiều cái kiến thức và rất nhiều cái bài tập. Thì cũng không phủ nhận cái vai trò của cái người mentor rất tuyệt vời là anh Trung trong cộng đồng chúng ta. Thì các bạn sẽ biết là cái câu chuyện, cái storytelling nó quan trọng lắm. Tức là mình muốn lấy mình ra làm câu chuyện luôn thì không ai tốt bằng mình. Thứ hai là có hai anh chứng tỏ bên này. Và thứ ba thì mọi người hiểu là hôm trước mình có chia sẻ là quyết định bằng cảm tính hay lý tính á, thì chắc mọi người đều hiểu là hôm đó cái cảm tính nó quyết định rất là nhiều. Thứ nhất là số cuối cùng rất là vui đúng không? Hôm đó mọi người rất là vui. Và Long làm được một cái việc trong marketing nó gọi là viral và referral. Tức là hôm đó mọi người sẽ thấy là các sát tự kêu nhau đầu tư luôn, chứ không phải là Long đi kêu người khác nữa. Thành ra cái yếu tố mà Long thành công thì mình nghĩ là nó mang hiệu ứng nó đáng kể. Nhưng mà không phủ nhận, nếu mình nói về góc độ về business á, thì cái điều này nó cũng không phải là một cái khoản tiền quá lớn. Và thứ hai là cái hiệu ứng để vào trong này là nó có những hiệu ứng thật. Và cuối cùng á, là cái vấn đề giảm cân là cái vấn đề mà muôn thở. Thành ra tất cả các sát đều nhìn thấy được cái hiệu ứng này. Và cái việc mà Long nhận được 5 nhà đầu tư, đó là chia sẻ rất nhanh về cái nhận đầu tiên nè.